Lỡ xe chạy xuống ông ngoại, mình sẽ làm video về khẩu súng ở vãi đạn à. Định gọi là mình định làm cả màu mè tí, thế là sao mất luôn cả bom. Tí anh tơ đáp bảo cháu mình làm cái gì bây giờ. Rồi kệ, vấn đề chính là chúng ta sẽ làm về khẩu súng. Ủa sao giật thế nhở? Bữa vào phòng mà sao giật vậy? Ôi mình sẽ đứng chờ chờ một chút đi. Ok, mình sẽ làm video về khẩu SKL Sliver. Sờ. Ủa ôi, giật, sao giật vậy? Giật vãi. Rồi có lẽ mình nên đi săn không nhở? Thôi đi săn thôi em ơi. Bắn lót hunter đã. Thì khẩu súng này có thể gọi là một khẩu súng bắn khá là êm, đam thì cũng gọi ok, không đến nỗi là mạnh cho lắm. Và cái hình ngoại hình của súng khá đẹp. Thì đây là những xét chung về khẩu súng đấy. Cái hunter chui lỗ luôn kìa, vãi nạn vậy. Hunter ơi, ôi, thằng này cho ăn sẻng rồi. Thằng này phải cho ăn sẻng. Ôi, trời ơi, mình ra qua thứ 7 của mình đấy. Mình sợ bạn quá cơ thôi. Mình lên cả chiến đấu nhở, mình hơi bị lưỡng lự tại vì thằng tơ mình nghĩ là nó có chuyện đặc biệt đấy. Rồi xong, ui thôi xong rồi, sao điện thằng MG3 ư? Sao thằng MG3 nó không chết nhở, nào vậy? Tơ có vẻ hơi ngáo đấy. Ôi thằng tơ đây rồi. Nó đủ anh mà chứ đặc biệt luôn cơ, rồi xong, đéo ơi. Những cái khẩu súng này bắn không được thằng tơ đâu. Nhưng nó gắn motor đi là bắn chưa đặc biệt lên rồi xong. Thì vậy một pha quạt sẻng và chim anh tơ khiến anh tơ đau còn quại. Mình hứng anh tơ một pha khá là điêu luyện và tinh tế đấy, hơi bị chuẩn đấy. Ủa xong rồi. Thôi nhân mình hơi ngu một chút tại vì lần đầu tiên mình thấy hơi ngu khi cả chế anh tơ. Hết vẽ đạn luôn rồi. Ủa xong rồi. Thôi lách, úi dồi mày lách lăng bao nhiêu, úi lách ba chị. Trời ơi, vẫn sống được, mình đáng sợ vậy. Đấy, khả năng lăng bao nhiêu của mình có người không anh em. Mất đuổi à. Thôi chào anh, chào anh. Thôi, mình y tá lên luôn cơ à. Thì câu với theo nó một khẩu USB ERO gì đấy, mình nói chung mình không biết đọc tên tiếng Anh của nó. Mất mẹ nó cái giáp rồi kìa. Đâu rồi, xuống em ơi, xuống đây. Thôi hết hạn rồi, mình đang mình sử dụng khẩu TMP để mà giết cái thằng kia. Làm tí nào. Thôi xong rồi, thoát được, thôi xong. Thế rồi em ơi, mình ra phòng khác rồi. Vừa vào luôn, hơi lag một chút. Ui, ổi lag thế nhở. Thế đây mình té rồi. Ui. Ôi trời ơi, lấy mà chó ạ. Chết quá. Thật tự nhiên lag vậy nhở. Thôi lag vậy. Ui lag vãi, anh em ơi, ui lag lắm luôn đấy. Thôi, đó ca kìa. Đó ca kìa, ui. Chào anh, nhà chị, đi qua như cơn gió vậy. Đủ tờ, sao nó biết, nó biết bị. Ui trời ơi, thằng AK dậy luôn kìa. Thằng tơ quay lại, thằng AK quay lại luôn. Đáng sợ vậy. Rồi. Thôi. Giết mọi thùng hàng kìa, mày giết đi săn làm cái gì. Ui trời ơi, cái hồn ạ. Ui trời ơi. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Ôi dồi ôi, cái gì? Thôi xong rồi, xác định. Ôi đạn luôn kìa. Xong. Thôi téo, téo. Thôi, xong rồi. Tại sao chúng nó chạy nhanh thế nhở? Vẫn chết được, mới sợ. Rồi, tiếp rồi em ơi, mình đã ra trận tiếp theo rồi. Thì khẩu súng này có em cần nhận trong cái độ AI nhá. Tầm đi khoảng được 5... Đã mấy trận ấy, 3 mấy lần thì anh có thể nhận được mảnh này. Viễn viễn ấy, và nếu hàng ngày thì một lần thôi. Mày bắn thì anh có thể ra được. À đủ. Biến tơ luôn ấy, vãi hạn thôi. Vừa này xong rồi đấy. Vừa đấy chúng mày quay tay nhiều vào. Thực sự nó chúng nó xác định rồi. Ba cầm cái lỏ bắn bắn cái gì. Đấu trường sinh tử người ta. Cứ dùng cái lỏ đồ chơi bắn thôi. Có lẽ mình nghe rất là thẩm du. Không được rồi. Hơi khó anh em ạ. Các bạn thấy thẩm du kia bắn hơi khó đấy. Đấy chúng canh hai đường này mà. Không lên đâu nhở. Không lên được rồi. Không lên được. Hơi khó một chút thôi. Anh phải lướt lùm chờ cơ hội đó vậy. Ôi. Thôi mình nghĩ cách khác thôi. Đây mình sẽ hướng dẫn anh em để mà giết bọn thẩm du mà ở cái chỗ vừa đấy. Anh em cần phải làm như mình. Mình sẽ làm cho anh em xem nhé. Đầu tiên anh em cần canh cái bọn chúng nó không để ý mình ấy. Từ. Bình tĩnh, tự tin và đừng canh. Đấy, đây là này. Em canh thật chuẩn, nhảy vào cái chỗ này này. Đấy, cái chỗ này ấy. Đấy, nhảy xong rồi anh em sẽ chờ một lúc nó ra thôi. Và đặc biệt thôi, kệ đi. Ui. Pha một pha hơi ngáo chó thì mình đáng lẽ mình phải đặc biệt đây mình đặt chúng nó luôn, sợ. Bây giờ mình sẽ canh nghe chúng nó thôi. Chứ giờ chẳng làm cái gì nữa rồi. Chúng chắc ngồi cạnh nhau đấy. Đã đủ. Ui, vòng eo con trẻ của chị y tá kìa. Mình trông hơi man rợ đấy. Bây giờ chúng nó đang mất tập trung, mình sáng xuống, mình đấm chung nó. Đã đủ. Biết hero luôn mới sợ. Thôi xong rồi. Chúng mình xác định rồi. Ui. Thế nhiều khi mình khá là ngu ngơ đấy vì từ vị trí của anh tơ mia to. Thôi một phát này. Hai phát này. Rồi thằng kia rồi, một phát nữa. Ba phát này, sao một thằng. Một này, hai này, ba này.
Vâng, các bạn đã được đến chương trình đếm số của anh cùng Tâm Mia To, sắp phát được 2 thằng hero. Chúng mà biết hero làm cái gì cơ chứ? Ta phải đứng thượng chỗ và lấy hỏi hay hơn không? AK này. Khẩu này anh em có thể xây được cũng được, tại vì khẩu này bắn không giật cho lắm. Mà nhược điểm khẩu này khá ít đạn, nên là mình cầm những thân khẩu như là khẩu USB hay khẩu Glock 18 chẳng hạn, hay khẩu Mauser. Đấy. Thôi bây giờ mình sẽ đi săn thôi, chứ cầm những khẩu này mà không đi săn hơi bị cái ấy tí. Ủa anh Tâm. Anh Tâm ơi, cô AK này. Anh Tâm AK này. Đấy, anh ơi, đây. Ủa AK anh ơi, AK kìa. Ơ. Thôi, lại trốn lỗ. Vãi đạn nhỉ. Bây giờ ăn ảo vậy. Nó sinh ra là vua của zombie mà lại trốn lỗ hèn hại như thế này à. Ổ hố là vua của zombie cơ mà, không phải tin được. Thôi, đã đủ anh Tâm, chào anh. Mình có lên làm tí không anh nhỉ? Làm tí không? Đã đủ mẹ bố thằng bật đặc biệt luôn cơ à. Chiến thôi. Anh ơi xuống. Không xuống à? Xuống luôn kìa. Làm tí, nó mất đặc biệt rồi. Bây giờ nó chết rồi anh ạ. Thôi xong mình chết rồi. Lách, úi sổ ơi, phải làm vào vì bộ. Cái chiêu này mình học rất nhiều điều từ chiêu này. Xong, nó chết luôn rồi. Xong, thôi xong rồi. Nó có lòng mạng, nó có đặc biệt rồi. Thôi, xác định. Sao? Mình xuống chiêu vào lẫy. Chiêu lách tiếp, ui, đúng là một chiêu rồi, hai lần thật. Không sao, mình đã trả đối cái giáp thần thánh của mình rồi. Khổ thế nhở. Thôi nhiều pha, nhiều lúc mình cận chiến nó không kiểu không chuẩn lắm. Cũng là ngu, hơi ngu một chút. Rồi. Toàn nghìn công thi vậy. Ui. Quá đồ mẹ chị đấy, đẩy đấy mình rồi kìa. Sao? Chị ra mình làm tí nào. Ra mình làm tí nào. Xuống ấy. Đấy, hay quá. Thả thiết. Nó nhửa mình đấy, nó nhửa. Thôi xong rồi. Cạnh ui. Sao mình phải mình canh hơi bị ngu một chút. Thôi kệ đi. Rồi tới em ơi. Pha hơi ngu một chút. Ngu lắm rồi đấy. Ngu bắt liền ra. Rồi. Ui. Ấy ôi. Vãi đạn đấy. Nhảy trượt kìa. Rồi. Còn lại được cái là bắn khá là êm mà đam cũng gọi là ok được lên trăm mấy. Thôi. Ủa may vậy. Thôi không mắc mình. Thôi ủa ơi. Cái hồn anh Tơ à. Chào anh. Chào bác hủy diệt. À mang tối. Em bực phách làm gì vậy. Ôi. Đấy. Hàng về. Rồi áp ca này. Mình rất thích áp ca. Úi. Nó bực phách kìa. Thôi bỏ. Mình không thích chơi gái. Thích chơi em bực phách kìa thôi. Vãi đạn vậy. Định hùng hổ mày lao xuống cận chiến cơ không được mày sợ thế chán thế nhở. Rồi ôi thấy rồi đùi mà chúng hướng về mình tự nhiên pha hơi ngu một chút. Đáng lẽ mình phải cho anh Tơ ném bom chúng mình chứ nhở, để mình ăn bà chó mình khỏi đạn ăn đạn chứ. Hơi ngu nhở. Rồi hãy đủ anh kỳ anh phách anh ơi anh làm tí nào từ đấy là hơi đói đấy. Rồi lắc rồi xong rồi. Tạm biệt anh. Úi rồi định mệnh đen thế không biết. Nhưng mà nhiều pha mình cố tình mình đứng yên rồi đứng yên cho thằng Tơ ném bom đấy chứ không ném chúng mình được, mình đau lòng thế nhở. Cay vãi. Rồi em mở phép chết rồi. Cành đàm hơi kém anh em ạ. Rồi anh em mở phép này, đây là cơ hội thứ 3 đấy, không bao giờ có lần thứ 3 đâu, không bao giờ. Úi sao nó mà chạy được vậy, nhiều mà toàn 3 pha xì thôi, xì từ lấy rồi. Đâu rồi nhở? Úi dồi cái gì đấy? Vãi đạn này. Đâu rồi? Thì mày mở phép đúng rồi, thật là xuất hiện mẹ ghê thật. Mình đi qua mình không nhìn thấy luôn đấy. Ảo vãi rồi xong rồi. Hết rồi. Đèn thế nhở? Không cần chiến được mẹ. 4 pha xịt. Đau lòng. Đấy rồi. Không hết đạn rồi. Ô. Thì mày. Mình không giết được cái thằng ngáo ngơ này, thề luôn đấy, không giết được luôn cơ. Thật khổ vãi. Thật luôn rồi. Chẳng thế nhở. Cảm ơn anh em đã xem video mình thành anh em nhé.